Còn gì thú vị hơn không ạ? Trước cái có một sự biến cố lớn xảy ra thì những thành viên của FGD là thành viên cũ của Nữ Sơn. Boom. Mong là khi chúng ta kinh nghiệm 17 năm chúng ta có thể như thế này hoặc hơn thế nữa. Em hy vọng là hơn. Để lên sàn đấu mình nói trực tiếp. Màn tuyệt thai bây giờ mới bắt đầu. Team này mạnh là tại vì cả nam cả nữ và ở đội hình cũ. Cái thời mà Hoàng Kim là cái đội hình có cả chị chết chị cổ. Đúng rồi, thời Hoàng Kim. Finally, we met again. Mình sẽ không nể nữa, mình sẽ không có một cái sự respect nào dành cho bên đó nữa. Mình cũng chưa có nghĩ đến việc là sẽ làm hòa. Mình cảm thấy bị không tôn trọng và bị tức giận nhất là mình ấm ức nhất. Đối với mình thì Hà Nội X-Girl nó không còn là một cái nhóm để mà mình phải quá là bận tâm quá nhiều. Gọi là gen sau của FBD. Tên Hà Nội X-Girl thì vẫn nổi, tuy nhiên thì để gắn với năm gương mặt này thì chưa. Để mà nói thì mình đánh giá là tất cả các thành viên của Hà Nội X-Girl đang mang một cái màu sắc của anh leader. Á quân 2 sàn đấu vũ đạo ấy hả? Á quân 2 sàn đấu vũ đạo là sai nhạc. Có thực sự là các bạn dựng không vậy? Thế đấy mình hơi chắc mắc nha. Không biết là có phải tự dựng không? Yeah. Một lời gửi đến Hà Nội X-Girl đó là chị rất mong là các em sẽ tự đứng trên đôi chân của mình. Các chị đã tự đứng được trên đôi chân của các chị chưa? Nói không nghe gì cả. Chẳng nghe thấy cái gì cả. Các bạn đang nghĩ cái gì vậy? Tỉnh lại đi. Thực ra là bọn mình trông chờ cái màn battle giữa FBD với Hà Nội X-Girl hơn là làm đối thủ của họ. Battle giữa Hà Nội X-Girl và FBD nó là một cái trận chiến mà ai cũng mong chờ, thực sự ai cũng mong chờ. Đây, hãy làm quen với không khí này. Cứ đợi đấy. Về mách ngay lập tức. Chắc chắn là sau cái phần mà nghe nhận xét của từ các nhóm thì Hà Nội X-Girl sẽ gọi điện cho anh leader kể chuyện rồi. Chắc chắn đấy là cái điều chắc chắn sẽ xảy ra. Nếu mà thực sự các bạn gọi cho anh trưởng nhóm thì các bạn đang khẳng định cái điều mình nói là chính xác đấy. Hello chị bật vít lên đi. Bọn em vẫn đang ở đây, vẫn đang ở trong phòng. À đây nè, okay. Nó có chiếu cái profile của bọn em ghi là Á quân 2 sàn đấu vũ đạo. Thế xong xong rồi check. Thế có phải do các bạn làm không? Có phải các bạn dựng không? Có phải các bạn dựng không? Xong kiểu mỉa mỉa này kia xong rồi mặt nó cũng mỉa, mặt khinh. Mặt khinh luôn à? Mặt hiểu. Mà Hà Nội X-Girl mà hạng 1 thì FBD cay lắm. Đấy là ban đầu thôi mà, chỉ là dự kiến thôi mà. Và xin mời Jack. Yes, it's you. Em đó. Ai nào? Vũ công nào em muốn chỉ điểm và muốn đánh bại ngày hôm nay? Em nghĩ là em sẽ chọn một nhóm có nhiều Gen Z ạ. À, nhưng mà nhóm này lên hình nhiều quá.
bọn mình rất là muốn xem bây giờ cái khả năng của bạn ấy như thế nào. Nói lại tình xưa. Phải gặp thôi. Rất là cháy luôn. Ôm lại chuyện cũ. Phải gặp thôi. Mời em. Mời em. Hồi xưa là các bạn là toàn phần thuộc Hà Nội XG hết. Hình như có Song Linh, Giang Linh này, Linh PC với cả Lu đúng không? Đúng rồi. Thì sau đó chắc là mâu thuẫn gì đó thì là mọi người tách ra. Thế nếu mà các đội khác mong một thì chắc team em cũng mong 10 đấy. Thực ra là không sớm về muộn thì bọn mình cũng sẽ phải đối diện trực tiếp với nhau một lần. Không sớm về muộn cũng sẽ phải có một lần như thế này. Bởi vì bọn mình muốn thắng Hà Nội XG. Vì tất cả các thành viên ở đây đều từ bốn thành viên đây đã từng là XG. Nhưng mà bởi vì sao mà mình muốn thắng, bởi vì Hà Nội XG rất là khinh thường bọn mình và rất hay có những cái status ở trên mạng xã hội nói về cái sự gọi là không phải Hà Nội XG mà là người leader thế thôi. Khi mà bọn mình nhận được một cái status ở trên mạng xã hội là vô ơn crew thì cái đấy làm cho mình thật sự là rất là sôi sục và thật sự là nó khiến cho mình có động lực rất nhiều để mình cố gắng cho đến tận bây giờ. Mình đã out Hà Nội XG khoảng gần 3 năm rồi. Nhưng cái việc đấy nó vẫn tiếp tục diễn ra. Thì bọn mình thật sự là cảm thấy việc này nó khá là trẻ con. Có rất là nhiều lý do để bọn mình rời Hà Nội XG, nhưng mà cái thời điểm đấy thì cái lý do mà lớn nhất đó chính là không chung tiếng nói và không cùng chí hướng với nhau nữa. Rời đi là cách duy nhất. Lần đấy thì Hà Nội XG là mở studio. Thực ra là mở studio ở Việt Nam thì thường mọi người sẽ hướng đến cái gọi là thị trường hơn. Hướng đi của bọn em thì muốn là mình tập cái gì nó sẽ kiểu chuyên môn hơn, nó không thị trường á. Cái lý do đấy là lý do lớn nhất để bọn em kiểu. Em cảm thấy đấy là một mất mát rất lớn đối với nhóm, bởi vì những người ra đi đều là những cái dancer tốt, như kiểu là những trụ cột của nhóm. Thì nhóm của mình bây giờ sẽ ra sao? Đấy là cái điều mà em lo nhất. Chị nghĩ là em nhảy nào cho xứng đáng định vị vị trí của Hà Nội XG. Em có gửi lời thách thức lại gì không? Đến khi tham gia chương trình này gặp lại chị Jack thì em đã biết thêm một định nghĩa mới về việc là tự đứng trên đôi chân của mình là như thế nào. Chắc là định nghĩa của chị là phản bội những người ở lại và đi tiếp. Phản bội những người ở lại và đi tiếp. Phản bội những người ở lại và đi tiếp. Ok, bây giờ hãy cho em xem cái việc đứng trên đôi chân của chị là như nào đi. Mọi người thầy đồ năm nay vậy? Căng quá! Chưa, căng quá, sợ quá. Thôi căng quá. Cho em bịt bóng ngô được không? Thực sự là lúc đấy là tim sôi sục và kiểu tim đập rất là nhanh và nổi hết cái da gà lên. Thực sự là ngoài dự đoán, không thể nghĩ là nó sẽ căng đến mức đấy. Và thực sự là mình cũng chưa bao giờ thấy chiếc căng đến mức đấy, chưa bao giờ. Cũng gọi là sôi máu. Em còn chỉ có cái hình xăm của em đối với Hà Nội XG nữa. Chị cũng có em ạ, chị không muốn khoe thôi.